Nhưng sao con muốn gì? Rồi bây giờ con hát cái đọc án đúng không? Rồi con lấy cái nào? Rồi vậy bây giờ con là Hồng Tâm đúng không? Ca sĩ Hồng Tâm. Hiểu Tâm. Dạ. Ca sĩ Hồng Tâm cùng Quốc Nghiệp. Quốc gì? Quốc gì? Quốc gì? Hai anh em gì? Em bé. Hai Quốc Nghiệp. Hai em bé Quốc Nghiệp rồi thôi. Rồi, vô luôn nè, vô luôn. Vô vô. Rồi, vô luôn nha. Rồi, vô luôn. Và bây giờ là bài hát Con Đường và Lá Cây Bày. Quốc Nghiệp và nam ca sĩ Hùng Tâm. Con đường có lá Hồng Tâm Phi Phi rồi, Hồng Tâm phải đi Phi Phi. Bye bye.